Thôi rồi ta đã xa nhau. Chào anh em, chào mừng anh em đến với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một con xe tâm huyết của mình là con quay 72 của anh. Thì đáng lý ra là clip này nó ra sớm hơn rồi, nhưng mà do thừa lỗi tại số mất cái clip rồi, mất luôn cái phút chào của anh em bên clip trước luôn. Cho nên là mình sẽ quay lại phút chào này để anh em khỏi thắc mắc là tại sao mà chào buổi tối còn quay lại buổi sáng nha. Và anh em vô nhiều dữ trời. Ok anh em, thì đến với phần đầu tiên trước ha. Rồi vô đây. Rồi. Thì con xe của mình á thì để đi một bộ chăn bê. Đây, cắt ngắn rồi nha. Đây. Đó. Cái phần này thì đến tí nữa mình nói sau cho anh em nghe. Rồi phần trước đi. Là phuộc này á là phuộc của tay ghe. Đó, phuộc của tay ghe, heo thì heo của Nissin, phuộc của tay ghe cho nên là mình bắt nó nằm ở bên trái luôn nha. Đó, còn đĩa thì đĩa phay thái, phay bằng chân, bằng cân gì đây không biết. Rồi đây nè anh em, rồi đây. Rồi đây đi thức lòng, còn tôi đi thức đĩa. Wow. Nè, chưa ai làm thức đĩa xấu như tôi á, thấy gì không? Đó, đây là cho một cái thớt 50g được với lại cái con heo. Nhưng mà đây nè, giờ cái bát á, tôi làm bát xấu quá, nó ăn có nhiêu đây à anh em? À, chỉ ra mày chọn cái chết. Nè, sẽ ăn có nhiêu đây à. Rồi, thì con xe này á, tôi đi hình như là gần như là full ốc rồi. Gần như là full rồi. Để lâu quá cũng quên xe mình nó đang sắc. Ôi, bài. Rồi thì phần chân trước thì không có nhiều hết đấy. Đây cam thì cam gì ta, đợt đi cam gì mẹ con cam mấy à, cam mấy bộ à, giờ bắt đầu nó đổ xếp rồi nè anh em. Niêng mày gì in Thái Lan Soluti anh em à, cán cái mớp niêng luôn nè. Nè nó đây tôi mất rồi. Đây, ngay chỗ Soluti đây Thái Lan luôn nè anh em. Có cái gờ luôn nè, đỡ kéo lên cho được con. Có chưa? Đó, nó dảnh đây chỗ đây nè. Mớp. Tại lốp đó là tôi đi cái lốp nó mềm á, ban qua cái lỗ ghè nó bị dính. Rồi. Giỏ đầu. Giỏ đầu đây là của gì ta? Radar hả? Radar. À. Của radar. Của ông bạn tôi tí á, xong cái đỡ tôi cởi cái sự tích nè anh em nghe. Rồi chạy vô ba, từ từ chạy ơn. Rồi. Thằng bạn tôi nó tí á, thì không xe hết, mà nó thay cái giá đầu. Xong cái chiều cái tôi bắt vô cái ông bê tôi á, bữa đó cái hồi đó là ông bê tôi ông cắm tôi cho xe á. Xong cái ông rê, tôi mới xe vừa cái ông rê quyền cước, ông quốc cái đầu đèn tôi bỏ luôn. Xong tôi phải đi hát lại. Bây giờ chữ quá riết cũng hướng rồi anh em à. Bê tôi giờ ông thả cửa luôn rồi. Rồi dàn trơn thì mấy cái bi đông này lâu quá rồi, bữa sơn lại thì nó bắt đầu bay màu hết rồi. Còn ốc đây nè, bèn ốc tàu leo không à. Rồi vô đây cho lọt matrix hàng phát nha anh em, cho không được cái hàng riêu của thằng khứa kia đâu. Đó, cái này có 1,000,000 hay sao đó, lâu quá mình cũng quên nè. Xe này làm lâu không rồi. Rồi thì tiếp theo đồng hồ Casio hay X1R vậy đây nè, hình như là X1R sao anh em à. Đó đồng hồ. Rồi cái đồng hồ bé bình riêu me, đồng hồ này X1000 nè. Rồi cái này là của riêu me, đồng hồ bé bình iPhone nóng. Rồi tiếp theo phần sau đi nha anh em.
Đây thì có nhiều anh em hỏi dàn áo sâu của mình á là đi dàn áo của cái gì, thì đây dàn áo của Jupiter Ver nha. Cắt cái phần này, cắt phần trước đi, xong mình ốp vô thôi, không có gì hết đấy ở hai bên. Rồi thì này là sơn màu hường cánh sen, thì tôi thích màu hồng. Wow. Đầu này bạn tôi nó ủi cho tôi màu này luôn. Rồi tim, tim chị 50.000 không bộ à. Tới gì nữa ta, mới sâu hả? Đây phần đây rất nhiều anh em hỏi luôn nha, anh em TikTok nè, rất là nhiều người hỏi cái mâm này. Thì đây là mâm Rider đó, nó có một cây xíu lên đây nữa, mà mình cắt cái cây đèn luôn nha, cắt bỏ cái cây này rồi xong mài cái chỗ này đi, xong sơn lại đó, là còn lại đây. Mà anh em nhớ đi, cái mâm này á là nhớ mua cái bảo hiểm cái hàm răng của mình nha, nhớ mua rồi nha, đi ẩu ẩu rồi lúc đó không ai chịu trách nhiệm đâu á. Rồi vỏ thì vỏ sâu thì IRC rồi, mất rồi. Đây IRC size thì là 60 80 17, đi size như thông thường của anh em đang đi á. Rồi thì bắt đầu sơn đi, sơn thì sơn 7 ly, nhông trước là 10 mấy răng ta, 14 15 răng gì anh em à, còn nhông sau là tới 28, là nó xét đúng chỗ luôn hả? Đó, 28 xét đúng chỗ luôn anh em. Rồi ốc cốt đó, mấy cái ốc cốt này thì mình tự làm hết luôn nha, chứ không có mua. Mình mua mấy con ốc này là mua ở chợ Tân Thành hết nè, lúc là còn ở Sài Gòn là mua ở chợ Tân Thành. Cốt thì tự làm, là của inox luôn. Rồi phuộc, phuộc đây á, phuộc ni trong mà hàng phát anh em à, mua ở chợ Tân Thành luôn, 900 mấy á, hồi đó mua 900 mấy á. Rồi ốc đây thì có mua đó luôn, rồi cốt thì tự làm. Rồi quay bên đây, nói chung là xe tôi là cái gì tôi tự làm được là tôi làm hết rồi, còn cái nào mà làm không được là mưa đi mua luôn. Vô bô sao giờ nó lỏng li vậy trời ơi, coi này tôi chạy mới 3 vòng mèo ốc nè anh em. Đeo lấy coi dần trở lại. Rồi bô thì là SG của Thái Lan, bô này hàng real nè, mua lại của thằng kia chứ không có tiền mà mua hàng mới. Tôi đã móc ra rồi nha. Rồi còn cái gì gì đây nè. Đầu ô không có cái này, nó tụt ra tụt vô nè, tí nó dặn ốc lại tiết cho anh em coi. Còn gì nữa không? À vô dàn máy đi không, còn quan trọng nhất nè. Rồi phần máy này á thì đem đi là 72 cộng máy mà hiệp BDB làm á, bên hiệp BDB nè. Còn đầu á thì là đang đi xúc bắp 25 27. Rồi còn cái lồng này á nha anh em, lồng này là tôi tự làm luôn nè, hồi tôi học ở Sài Gòn á là làm bên CNC á, làm cục nhôm là mua 5 sợi một nguyên một cục khum nhôm khối á, hình vuông á, xong rồi về bắt đầu chạy CNC ra, xong rồi cắt lỗ trong, rồi xong đưa qua bên ông hiệp Belebe, xong ông chuyển qua ông bên ông Đạt Bình Tân, đúng không? Đạt Bình Tân đóng lòng, nhưng mà có nhiều cái chắc mình không nói trên đây được, lòng giờ trục trặc tùm lum hết à. Rồi thớt thì đi thớt 16 hay 14 ly gì đó, lâu quá cũng quên luôn mà, 16 hay 14 gì đó, đây thớt đây đó, thớt đây nha nè. Rồi thớt treo đang đi là treo 38 hỏng 38. Rồi xương thì xe chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn ngồi ra là không có cái gì hơn to lớn hết anh em đó. Đây còn cuốn bô là tự hàng nha, đổi màu luôn rồi, bữa nào chắc lấy cái ấy giờ đánh inox là đánh đè trắng lại anh em à, đánh mua cái cục mài chùi inox á, giờ đánh nè trắng à. Đó hàng tiếp nè,
Nani? Còn con ghê là gì trời? Ôi, mình thì hình như là bạn bị lát thật à? Có bị lát không? Bạn dưới đây nè. Bạn dưới đây. Đây chạy ra. Vợ. Vợ buồn. Bạn dưới đây em mặc không chịu. Vợ buồn đứng ở chân mình luôn à. Đây chỉ cho nè. Ông có thấy cái giống mà cái mặt ông mặc thường ngày không? Đúng không? Không giống hả? Dĩ trao gì? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi anh em, thì đến với phần nghe tiếng máy với lại test cho anh em coi thử cái lực máy nó như thế nào nha. Hôm nay tôi sẽ điêu cho anh em coi thứ cảm giác ngồi trên con đường rắc nó như thế nào. Clip trước của tôi đã bị hụt một lần rồi. Vô. A few moments later. Tất cả im lặng nha. Chia buồn luôn. Ủa em nghe sột sột hay tuột xe máy? Đứt đứt xe máy á, không chờ đâu. Nó bùng cái nắp ra rồi mà. Vì đứt xe máy á. Tuột nắp ra rồi. Dán bẹ cho đứt xe máy. Chưa xe máy còn nguyên à. Luôn rồi. Rồi xoay xoay xoay. Rồi còn số này gì thôi chứ xong rồi. Quét. Còn hơi. Sao nó kêu cái sò chứ hả? Em đồ bé lên tắt máy kêu sò luôn. Nghe như bữa mày đâu. Từ từ từ. Cái bố nè cho. Biến luôn lại sư khối mờ nhân ảo luôn. Đức tâm vào một đống. Kêu cái sò rào sạch trơn rồi. Sao sao? Đó là máy luôn anh em. Như cái quần đùi.
Món làm chạy có 2 vòng à. Bây giờ bỏ cho nó bỏ chứ. Dục mẹ. Mày có tiếc không? Không. Không tiếc hả? Ừ. Ông chia mày đâu mày tiếc. Lẹ kìa mấy trò. Chết giờ đỡ đó. Điên quá. Đó. Mấy dùng gió làm thiệt tao chạy nước. Chạy xăng. Mẹ nó dưới cho nó. Mẹ chạy cho. Ồ vô. Lâu lâu. Điên nha. Dịnh ơi, dịnh lâu lên. Chạy nước rồi. Dịnh lâu lên lại rồi. Vô đi mấy. Rồi không chỉ cho nằm đi lét cho. Ơi ơi nó chạy xuống. Lao lên. Không diễn là tôi quăng luôn. Vô. Mẹ giờ thế này. Đồ mà si vậy mà cũng còn tôm bánh chứ. Quỷ é cho dựng dọn dọn cho nó re đẩy thiệt không ạ? Đồ bê cái nhớt đi, mày nhớt bỏ mày. A few moments later. Vô lưu với anh em được. Mày vui chắc tao vui á. Ok anh em thì hai cái clip trên kênh này rồi. Clip trước của mình xóa rồi. Hai clip đều hứa hẹn cho anh em ngồi cảm giác là coi trực tiếp trên con xe đồ rắc nó như thế nào. Mới nói với anh em là lần này cho anh em coi mà giờ vậy đó. Chắc là bỡ đá mày rồi. Thì thôi hẹn sau nữa đi. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip. Anh em nếu anh em thấy hay thì nhớ like và cho mình một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em. Ok. I'm not myself.